thầy tiên tri khẳng định năm con giáp trúng số đổi đời, giàu sang sạch nợ, đúng ngày mùng 6 Tết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024, tức là gì? Ngày Kỷ Dậu. Vậy thì trong ngày Kỷ Dậu, những con giáp nào là con giáp may mắn nhất? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin được chúc mừng những con giáp được thần tài gọi tên dưới đây, bởi bước sang ngày mùng 6 tháng 1 âm lịch năm 2024, các bạn sẽ là những người vô cùng may mắn, muốn tình thì có tình, muốn tiền thì được tiền. Khi tia nắng đầu tiên của ngày mùng 6 tháng 1 chiếu xuống nhân gian, thì những con giáp này sẽ lập tức nhận được cái lộc trời ban, muốn tiền thì sẽ được tiền, được cấp trên khen thưởng, tăng lương thăng chức, được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, mời đi ăn, đi chơi. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời, một bước lên mây, giàu ú giàu ụ. Những người đang cô đơn lẻ bóng thì rất dễ gặp được chân ái trong ngày hôm nay. Còn những người mà có đôi có cặp ấy thì sẽ có một ngày yêu thương lãng mạn, đong đầy, được đối phương quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng. Một lần nữa xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 6 tháng 1 năm 2024 ấy, ngày Kỷ Dậu ấy, thì đó chính là những người tuổi Sửu. Quý vị thân mến, chúng ta biết ngày mùng 6 tháng 1 nó là ngày Kỷ Dậu. Chúng ta cục diện là Tỵ Dậu Sửu tam hợp. Vậy nên những người tuổi Sửu là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 6 Tết này. Được cục diện tam hợp nó phù trợ, những người tuổi Sửu có một cái ngày làm việc cực kỳ là hiệu quả và may mắn. Con giáp này có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, đối phương sẽ chỉ cho các bạn đường đi, nước bước và hướng giải quyết những cái nhiệm vụ đã làm khó các bạn trong suốt thời gian vừa qua. Với những người làm ăn kinh doanh thì các bạn có thể tình cờ làm quen được với đối tác đầy triển vọng. Vì đôi bên có cùng cái mục tiêu và cùng chung cái quan điểm nên cái việc hợp tác tiến triển sẽ thuận lợi, hanh thông, suôn sẻ và nhanh chóng hơn. Ngoài cái sức mong đợi, hứa hẹn tiền đổ về túi ngày một nhiều hơn. Tuy nhiên, dù có đang chinh phục cái đỉnh cao thì bản mệnh cũng cần phải chú ý đến cái tình trạng sức khỏe của mình. Không nên quá tập trung vào một cái việc gì đó quá mức, đến cái mức là quên cả nghỉ ngơi. Đến khi cơ thể có dấu hiệu ốm đau bệnh tật thì cũng đã quá muộn. Vì thế, để gia tăng thêm hạnh phúc cho mình và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Sửu, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong cái ngày mùng 6 Tết, ngày Kỷ Dậu. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái ngày mùng 6 Tết thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Quý vị thân mến, những người tuổi Thìn được cục diện là Thìn Dậu là nhị hợp. Đấy. Cái cục diện nhị hợp nó sẽ giúp cho những người tuổi Thìn đang được may mắn đứng về phía mình, giúp các bạn giải quyết êm xuôi rất nhiều cái khúc mắc trong công việc và trong cuộc sống. Đặc biệt, những cái bản hợp đồng, thương vụ hợp tác bị bế tắc trước đó thì nay bỗng được khai thông, trở nên trơn tru hơn rất nhiều. Cái việc ký kết diễn ra nhanh hơn cả cái dự kiến của các bạn. May mắn cũng sẽ đến với những người tuổi Thìn trên cái phương diện tình cảm. Những người độc thân thì có cơ hội cải thiện cái tình trạng hiện tại của mình. Nhân duyên vượng giúp các bạn tìm được những người tâm đầu ý hợp. Người này không ai xa lạ mà chính là những người bạn đã từng quen biết trước đó. Đôi bên có sự tin tưởng về nhau nhiều hơn nên là tình cảm sẽ manh nha rất là nhanh. Bên cạnh đó, với những người đã có đôi có cặp thì các mối quan hệ đang trong cái thời kỳ thăng hoa, tha hồ mà tận hưởng cái thời gian hạnh phúc và ngọt ngào bên nhau. Hai người cùng chung tay vun đắp cái tổ ấm gia đình của mình. Có người để yêu thương, để bảo vệ là một cái điều mà cực kỳ là tuyệt vời đối với những người tuổi Thìn trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ lực hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng.
Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi Thìn. Bên cạnh đó, khi mang theo vòng tam hợp sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi quý vị gặp khó khăn, gặp trắc trở, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời, hóa giải những khúc mắc, những mâu thuẫn, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo về với những người tuổi Thìn. Đó là những người tuổi Thìn, con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, trong cái ngày mùng 6 Tết, ngày Kỷ Dậu ấy, thì chúng ta có cục diện Tị Dậu Sửu tam hợp, vậy nên những người tuổi Tị sẽ là con giáp may mắn thứ ba. Thưa quý vị, những người tuổi Tị được sự hậu thuẫn của tam hợp, vậy nên cái vận khí của những người tuổi Tị có nhiều cái điểm sáng. Con đường công danh, sự nghiệp, học hành, thi cử của những người tuổi Tị đều rất là thuận lợi và hanh thông. Nếu như một con giáp này mà đang chờ cái kết quả thi cử ấy, thì có thể nhận được những tin tốt lành. Nói chung ấy, ngày hôm nay cũng là một cái ngày rất là thích hợp để mưu cầu đại sự hay là tiến hành những cái kế hoạch quan trọng mà các bạn đã ấp ủ từ trước đó. Cái cát khí nó vượng thế này ấy, nó sẽ giúp cho cái tỷ lệ thành công của công việc được cao hơn. Đặc biệt, các bạn có thể suy nghĩ đến cái việc đầu tư sinh lời, kiếm thêm cái nguồn thu nhập cho mình. Biết đâu, mạo hiểm sẽ giúp cho các bạn để có được những cái thành quả bất ngờ trong cái ngày hôm nay. Tiếc rằng những người tuổi Tỵ gặp cục diện là hỏa kim là xung khắc, vậy nên bản mệnh có thể va vấp phải cái sự phản đối từ người nhà trong cái vấn đề về tình cảm. Hai bên thì đều có cái lý lẽ riêng của mình, nhưng mà suy cho cùng ấy, người nhà cũng chỉ là muốn cho mình tốt mà thôi, vậy nên cũng không nên là đối thoại quá gay gắt. Các bạn nên lựa thời điểm đôi bên điều hòa để hóa giải, để trình bày những cái quan điểm của mình, không nên đổ thêm dầu vào lửa. Và để mang lại cái may mắn, tài lộc cũng như là tăng cường cái vận trình nhân duyên ấy, thì những người tuổi Tỵ hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư trong cái ngày mùng 6 tháng 1 ngày Kỷ Dậu ấy, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Ngọ. Thưa quý vị, những người tuổi Ngọ được dự báo là có thể đạt được một cái số cái bước tiến triển trên cái con đường công danh sự nghiệp nhờ có thiên ấn che chở giúp đỡ trong cái ngày mùng 6 Tết. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được nhiều người yêu mến, giúp đỡ nên là có thể gặp khó khăn cũng dễ dàng vượt qua được. Tuy nhiên, cái điều quan trọng chính là các bạn có tinh thần đam mê, nhiệt huyết và luôn hết mình vì cái công việc nên là mới có cái động lực để phấn đấu như vậy. Bất cứ ai cũng phải trầm trồ khen ngợi về cái thành tựu mà những người tuổi Ngọ đạt được trong thời gian này, và cấp trên cũng không che giấu cái sự tán thưởng dành cho bạn. Con đường quan lộ của những người tuổi Ngọ cứ được mở rộng thênh thang. Về mặt tình cảm thì những người tuổi Ngọ nên đầu tư thêm thời gian và công sức để cùng vun đắp xây dựng cái mối quan hệ của mình và người ấy. Cái chuyện tình yêu muốn phát triển được phải do cả hai người cùng nỗ lực, cùng chung sức. Chứ đừng chỉ đổ lỗi cho một bên, thì một bên cho và một bên thì chỉ muốn nhận, thì nó cũng sẽ không thành. Đó. Vì thế, để bảo vệ hạnh phúc cũng như là để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ngọ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi gặp khó khăn, gặp trắc trở thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời, giúp quý vị hoàn thành xuất sắc công việc đúng tiến độ và cũng sẽ được cấp trên khen thưởng và mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ngọ, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm trong cái ngày mùng 6 tháng 1 không ai khác đó chính là những người tuổi Dậu. Quý vị thân mến, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dậu có dấu hiệu tăng tiến trong cái ngày mùng 6 tháng 1 do được thực thần nó độ mệnh. Cái chuyện kinh doanh buôn bán hay là làm thêm cái nghề tay trái thì đều có lợi nhuận rủng rỉnh. Hơn nữa, các bạn không chi tiêu quá nhiều nên là cũng tiết kiệm được một khoản kha khá để dành cho mình. Tuy nhiên, cái cục diện tự hình nó lại gây ra những cái suy nghĩ lo lắng rối bời, ảnh hưởng đến cái tâm trạng của những người tuổi Dậu. Dường như các bạn đang trở nên độc đoán hơn khi mà quá coi trọng bản thân,
mà không quan tâm đến những người khác, luôn áp đặt cái suy nghĩ của mình lên mọi người. Cái điều đó nó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến những cái mâu thuẫn trong cái mối quan hệ với đồng nghiệp và gây cản trở trong công việc của mình. Không khí căng thẳng cũng sẽ ảnh hưởng tới cái hiệu suất làm việc chung. Vì vậy, quý vị hãy cố gắng xây dựng cái mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh để giúp cái quá trình nó được trơn tru, được thuận lợi, được tốt lành hơn. Và trong thời gian này, để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dậu. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 6 trong ngày mùng 6 Tết, ngày Kỷ Dậu ấy, thì đó chính là những người tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi được các tinh chính quan nó hội tụ, nó soi chiếu, nên những người tuổi Hợi sẽ cảm thấy là tràn đầy cái cảm hứng sáng tạo cho công việc. Các bạn có sự tự tin và muốn làm những cái điều gì đó mới mẻ hơn, bứt phá hơn khỏi cái giới hạn an toàn ngày thường của mình. Chính cái sự đột phá này sẽ mang đến cho những người tuổi Hợi những cái thành quả xứng đáng. Cũng trong ngày hôm nay, các bạn sẽ nhận được những cái thành quả từ những cái quyết định khá liều lĩnh trước đó của mình trong kinh doanh, trong buôn bán. Lợi nhuận thu về thì vượt cả ngoài cái dự kiến, sẽ giúp cho các bạn được tăng thêm cái niềm tin nhất định vào những gì mình đang làm. Bên cạnh đó, về mặt tình cảm thì cũng được cục diện ngũ hành tương sinh, Dậu Kim sinh cho Hợi Thủy. Vậy nên là gì? Nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. Trước khi mà tiến hành một cái mối quan hệ nghiêm túc nào đó thì cả hai cũng có thể là làm những cái người bạn để cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn hàng ngày. Đừng có quá đặt nặng vấn đề là tình cảm lên, đúng không ạ? Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tình cảm cũng như là để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi. Đó. Thưa quý vị, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi. Khi quý vị gặp khó khăn, gặp bế tắc, gặp những trắc trở trong công việc ấy, thì quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời giúp quý vị giải quyết những cái bế tắc khó khăn đó và giúp cho công việc được hanh thông trở lại, tiền bạc, tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Đó. Quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 6 tháng 1 ngày Kỷ Dậu. Và trong ngày mùng 6 chúng ta sẽ có 4 con giáp cực kỳ may mắn, tài vận hanh thông, làm gì cũng được, gì trời cho cái lộc lớn. Đó là những tuổi sau. 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Thìn, 3 tuổi Tỵ, 4 tuổi Ngọ. Đây là 4 con giáp dễ được lộc trời cho, giàu sang phú quý, ăn nên làm ra trong cái ngày mùng 6 Tết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, sau cơn mưa trời lại sáng, năm tuổi này sẽ có chuyển biến bất ngờ trong năm 2024. Tái sinh từ tàn tro, lộc đá đi trước, vàng bạc thì theo sau. Thưa quý vị, tưởng rằng những cái thách thức và những cái vận hạn trong năm 2024 nó rất thìn sẽ khiến cho những con giáp này phải lao đao, chùn chân chùn tay. Nhưng mà chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Chính những cái khó khăn, những cái thách thức đó lại thúc đẩy họ phát triển, phát huy hết cái tài năng của mình, lội ngược dòng một cách ngoạn mục và làm nên vô số cái của cải tiền bạc. Năm 2024 năm Giáp Thìn đối với 12 con giáp thì cái năng lượng của năm rồng ấy, nó hứa hẹn rằng đây sẽ là một năm đầy thách thức và cả những cái cơ hội bất ngờ ập đến. Với cái sự xuất hiện của năm mới vào cái thời tiết mới thì cái vận mệnh của con giáp khác nhau cũng sẽ thay đổi khác nhau. Có người thì tràn đầy cái hy vọng chờ đợi những cái điều may mắn sẽ đến với mình.
Nhưng mà cũng có không ít người lòng đầy lo lắng, hỗn độn, lo lắng không biết là trong năm liệu có tươi sáng hơn với bản thân hay không, hay là tiếp tục một năm đầy rẫy những khó khăn và thách thức. Không phải ai cũng có cơ hội được cái may mắn đồng hành. Số phận thì luôn ưu ái cho những ai mà có sự chuẩn bị trước. Khi mà năm mới đang đến gần thì chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là những con giáp có cái cơ hội chuyển vận bất ngờ trong năm 2024. Bất chấp tất cả những khó khăn đã được dự báo từ trước, và liệu rằng họ sẽ mở ra những cái thay đổi bất ngờ gì vào trong năm 2024. Xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn bất ngờ đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là những người tuổi Tý, là con giáp số 1. Thưa quý vị, cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số những con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024 chính là những người tuổi Tý. Con giáp này được dự đoán là sẽ có một trong những cái cuộc phản công mạnh mẽ, rũ sạch mọi vận xui xẻo và những cái thất bại phải chịu ở trong năm 2023, năm trước đó. Năm 2023 thì gặp cục diện là tương hình với Thái Tuế, và những cái vận xui nó vẫn đeo bám liên miên với những người tuổi Tý. Thì chỉ cần bước sang cái tiết khí của năm 2024 thôi, thì cái vận trình của những người tuổi Tý có nhiều cái thay đổi, có nhiều cái đổi mới với con giáp này. Nếu như năm 2023 trước đó khiến những người tuổi Tý phải chịu rất nhiều cái áp lực, thì bước sang năm 2024 quý vị sẽ cảm thấy khá thoải mái, không còn gặp những cái khó khăn, gặp những cái phiền phức. Cái vận may thì ngày càng tốt lên. Trong năm 2024 thì những người tuổi Tý sẽ trải qua nhiều cái thách thức, nhưng mà cũng đón nhận không ít những cơ hội. Với sự thông minh, với sự nhanh trí và linh hoạt của mình thì bản mệnh rất giỏi nắm bắt cái cơ hội và giải quyết mọi vấn đề của bản thân một cách là yên ổn, ổn thỏa nhất. Đầu tiên phải nhắc đến là cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tý trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tý sẽ có một trong những cái sự thăng tiến nhất định trong cái con đường sự nghiệp, và sẽ gặt hái được những thành công trong việc kinh doanh, buôn bán, làm ăn. Nhờ đó mà cái sự giàu có sẽ theo sau những người tuổi Tý, theo bước của họ về nhà. Những người tuổi Tý sẽ có thể đạt được một số cái lợi ích tài chính bất ngờ, hoặc là đạt được cái sự tăng trưởng về tài chính thông qua cái những cái lựa chọn đầu tư khôn ngoan của mình. Nhưng mà trước khi đạt được những cái điều đó thì con giáp này phải chịu bao nhiêu vất vả khi một cuộc sống không được suôn sẻ như mong muốn. Thay vì than thân trách phận hay là chùn bước uể oải thì những người tuổi Tý lại chọn cách là giấu đi cái sức mạnh, lùi một bước để tiến thêm ba bước, nén mình lại để chờ thời bứt phá. Thì nhìn chung ấy, những người tuổi Tý trong năm 2024, năm Giáp Thìn, thì quý vị sẽ tự tin, đấy, giữ được cái thái độ lạc quan, dũng cảm đối mặt với những cái thử thách và thay đổi trong cuộc sống. Bởi những cái thay đổi này nó có thể mang đến cho các bạn những cơ hội trưởng thành và phát triển rực rỡ, đồng thời sẽ hứa hẹn mang lại nhiều cái thuận lợi hơn trong năm. Bên cạnh đó, quý vị cũng hãy nhớ rằng cái cơ hội và cái thách thức thì luôn nó tồn tại song hành. Chỉ cần các bạn tìm được cái hướng đi đúng đắn cho những cái nỗ lực của mình thì các bạn có thể là mở ra những cái thành tựu mới, hoàn toàn có thể được gì một bước nhảy vọt trong sự nghiệp và tích lũy được của cải của mình. Hơn nữa, trong năm 2024 năm Giáp Thìn này, các bạn còn có những cơ hội để được giúp đỡ của quý nhân. Họ có thể là đồng nghiệp, là bạn bè hoặc là những người thân trong gia đình. Cái điều này không chỉ giúp cho những người tuổi Tý thăng tiến cao hơn trong công việc, mà còn giúp cho cuộc sống của những người tuổi Tý được suôn sẻ, may mắn và bình an hơn. Vì thế, trong năm 2024 năm Giáp Thìn, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tý, thì quý vị đừng quên mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cứ ùn ùn chảy vào túi của những người tuổi Tý. Vòng nó được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Tý, con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái năm 2024 mà một bước lên mây đổi đời giàu có không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với những người tuổi Thìn.
vì dù sao cũng là cái năm tuổi của các bạn. Nói chung thái tuế nữ án nữ, nó sẽ có những cái thời điểm khủng hoảng khiến cho các bạn hoang mang và sốt ruột khi mà cuộc sống lại có quá nhiều cái sóng gió khôn lường. Nhưng mà nếu xem xét một cách nghiêm túc thì những cái thách thức của năm 2024 có thể trở thành một cái cơ hội thuận lợi bất ngờ đối với những người tuổi, với những người tuổi Thìn. Những người mà sinh năm Thìn ấy thường là những người rất thông minh và có năng lực. Khi có những cái thay đổi lớn về cái vận mệnh thì mọi vấn đề đều có thể là gì? Là khoác lên trên mình một cái diện mạo mới, mang đến nhiều cơ hội và nhiều cái thách thức. Với cái sự nhạy bén và sự linh hoạt với thời cuộc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hoàn toàn có thể nhìn ra những cái lối đi phù hợp với chính bản thân mình, không dễ gì đầu hàng trước số phận. Từ đầu năm đến cuối năm thì sẽ luôn có cái những khó khăn nó tiềm tàng, nó ẩn tàng đó. Nhưng mà bản mệnh những người tuổi Thìn ấy vẫn có những cái bước tiến triển đột phá. Lời khuyên dành cho các bạn là không nên chống đối hay là trốn tránh những cái vấn đề nó phát sinh trong năm, mà quý vị nên đối diện trực diện với chúng với một cái thái độ tích cực. Bởi những cái vấn đề đó thì có thể là chìa khóa để các bạn có thể thay đổi cái vận mệnh và mở ra những cái hướng phát triển mới. Với cái thế mạnh là cái tầm nhìn xa trông rộng, dám dấn thân thử sức những cái điều mới mẻ, đầu óc lại sáng tạo, những người tuổi Thìn rất khôn ngoan và có thể tìm ra được cái giải pháp mới cho những cái khó khăn, những cái thử thách của mình. Bên cạnh đó, năm 2024 sẽ là một cái năm chuyển giao. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống ấy, thì những người tuổi Thìn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội và cái mối quan hệ tốt. Đặc biệt ở nơi làm việc thì sẽ có một số cái dự án lớn hoặc là sẽ có một số cái cơ hội được thăng quan tiến chức. Bạn cũng sẽ gặp may mắn hơn về cái mặt tài chính. Các bạn sẽ có thể nhận được thêm cái sự giàu có khiến cho tình hình kinh tế của các bạn nó được ngày một tốt lên. Một khi mà những người tuổi Thìn đã có đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn và chăm chỉ làm việc để vượt qua chúng ấy, thì không lo không có được cái sự đền đáp xứng đáng cái công sức của mình bỏ ra. Quý vị hãy nhớ rằng thử thách không chỉ là cái bài kiểm tra mà còn là cái bước ngoặt, là cơ hội cho sự trưởng thành và phát triển của cá nhân. Những người mà sinh năm Thìn thì cần phải duy trì cái sự lạc quan và sự tự tin trong cái năm tuổi của mình, tin tưởng chắc chắn vào cái năng lực của mình. Có như vậy thì mới có thể vượt qua được những khó khăn và gặt hái được nhiều cái may mắn và thành công. Vì thế, để gia tăng thêm cái sự may mắn và hóa giải những xung sát thị phi ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Con giáp có những cái cú lội ngược dòng trở nên giàu có. Tiếp theo, con giáp lội ngược dòng thứ ba đó chính là những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thì được dự đoán là sẽ mở ra một cái bước ngoặt quan trọng trong năm 2024. Bản mệnh sẽ có cơ hội đạt được những cái đột phá lớn trong sự nghiệp và tài chính cá nhân của mình. Năm 2024 thì các bạn phải luôn cảnh giác và nhạy bén, sẵn sàng đón nhận những cái ngã rẽ và cái cơ hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người tuổi Tỵ. Từ đầu năm đến giữa năm thì những cái vấn đề hay là những cái kế hoạch khiến cho các bạn lo lắng trì trệ từ trước đó cũng có thể được giải quyết một cách nhanh gọn, mang lại cái nguồn năng lượng và cái cơ hội mới cho tương lai đối với những người tuổi Tỵ. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội để thu hoạch cái tài nguyên của cải nhiều hơn nữa. Cái điều quan trọng là tận dụng những cái cơ hội này và đừng để chúng vụt mất. Trong giai đoạn này thì cái việc chủ động đón nhận và tận dụng những cái thứ bất ngờ sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong cái sự phát triển của những người tuổi Tỵ sau này. Đó. Kỹ năng và cái nỗ lực của các bạn cũng có thể mang lại nhiều cái lợi ích và thành công hơn trong năm 2024. Vậy nên quý vị hãy vững vàng với những cái mục tiêu của chính mình, dũng cảm đối mặt với những cái khó khăn và đừng bỏ lỡ những cơ hội để thay đổi cái cuộc đời của mình. Đây cũng là cái thời điểm có cái tiềm năng vô hạn, nếu mà không nhanh nhẹn để tận dụng tối đa những cơ hội này và đặt cái nền tảng vững chắc cho tương lai, thì sau này nhìn lại có lẽ các bạn sẽ vô cùng hối hận vì cái sự do dự thiếu quyết đoán của bản thân. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng cần phải lưu ý rằng các bạn có thể
theo đuổi cái sự hoàn hảo quá mức mà bỏ qua những cơ hội xung quanh mình. Trong năm 2024, quý vị hãy học cách tận dụng mọi cơ hội lớn nhỏ và dám chấp nhận rủi ro, chấp nhận thử thách. Bằng cách này thì các bạn có thể là sẽ gì thực sự là nắm bắt được cái cơ hội và đạt được cái khối tài sản gấp đôi, thậm chí là gấp 3, gấp 5 lần năm ngoái. Và hoàn toàn xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Đồng thời, bạn cũng sẽ có được cái hạnh phúc trong đời sống tình cảm đôi lứa hay là cuộc sống gia đình. Các mối quan hệ thì nó cũng vô cùng hài hòa và các bạn có thể là tận hưởng một cái cuộc sống tuyệt vời. Những người tuổi Tỵ cần duy trì cái thái độ tích cực và đủ dũng cảm để thử những cái điều mới mẻ để nắm bắt được cái cơ hội trong tầm tay một cách tốt hơn. Nhìn chung ấy, năm 2024 nó Giáp Thìn thì thử thách là cái điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng là cái cơ hội, là cái thời cơ để những người tuổi Tỵ thể hiện cái bản lĩnh của mình. Chỉ cần không ngừng hướng về phía trước, tu dưỡng chính bản thân mình và làm tốt những cái gì mà bản thân có thể làm ấy, thì không phải sợ gì cái thất bại cả. Thành công sẽ luôn bám đuôi những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 có khả năng lội ngược dòng trở nên giàu có, mặc kệ những khó khăn, mặc kệ những vất vả trước đó. Không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, đối với những người tuổi Mão thì năm 2024 sẽ là một cái năm đầy rẫy khó khăn, đầy rẫy những thách thức. Nhưng chính nhờ những cái thử thách này mà cái khả năng của các bạn đã được tăng lên đáng kể. Dù năm 2024 vẫn chưa phải là một cái năm thăng hoa rực rỡ với những người tuổi Mão, nhưng bản mệnh lại biết cách tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để đưa bản thân tiến xa hơn về phía trước. Con giáp này đã trải qua cái thời kỳ khó khăn trong năm 2023 trước đó, nhưng mà khi bước sang năm 2024 thì bản mệnh được kỳ vọng sẽ có những cái bứt phá và có nhiều cái sự đổi mới trong tương lai. Vận mệnh của những người tuổi Mão có lúc lên lúc xuống, đôi khi thì nằm trong tay bản thân, nhiều lúc lại đổ lỗi cho số phận nó định đoạt. Bởi vậy, cái thứ mà những người tuổi Mão có thể nắm giữ lâu nhất chính là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của mình. Và bản mệnh đã vận dụng rất tốt những cái điều đó, tạo ra một cái lợi thế cho bản thân trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Với cái sự ảnh hưởng từ thái tuế của năm 2024 ấy, Mão và Thìn lục hại đúng không ạ, thì ít nhiều cái tâm trí của những người tuổi Mão cũng sẽ có cái sự dao động. Dù bản tính có dĩ hòa vi quý hay là hành xử khéo léo đến đâu ấy, thì năm nay các bạn vẫn có những cái rắc rối bất ngờ nó đến khiến cho các bạn đánh mất đi cái sự bình tĩnh ban đầu của mình. Nhưng mà đừng để cái điều này nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch và cái mục tiêu của bản thân. Có thể vận mệnh mang đến những cái thử thách này để gì đánh lừa những người tuổi Mão mà thôi. Chỉ cần các bạn vững tin và bám sát cái mục tiêu ban đầu của mình thì các bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi. Những cái nền tảng mà những người tuổi Mão xây dựng được trong cái năm 2023 sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những cái niềm vui bất ngờ trong năm 2024. Trước những khó khăn, trước những cái thử thách thì những người tuổi Mão hãy dũng cảm đối mặt và tin tưởng vào cái khả năng của mình, thì mọi thứ sẽ được gì diễn ra suôn sẻ, mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Đồng thời, chỉ có dũng khí, nỗ lực, đổi mới thì chúng ta mới có thể là vượt qua được những cái hạn chế của bản thân và đạt được cái sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Bởi vậy cho nên, để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 đó, sẽ có cơ hội lội ngược dòng trở nên giàu có, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, được kỳ vọng là một trong con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024, những người tuổi Tuất quả thật không phụ những cái cơ hội mà số mệnh đã đưa đến để có những cái bứt phá đáng kể theo cách của riêng mình. Thực tế thì vận khí của những người tuổi Tuất trong năm 2024 được dự báo là khá là ảm đạm và nhiều cái áp lực nó bủa vây.
Nhưng cái điều đó không có nghĩa là những con giáp này không có cơ hội để chuyển mình đi theo một cái lộ trình hoàn toàn khác so với những gì mà số mệnh đã an bài. Con giáp này chào đón năm 2024 với một cái tâm thế là cực kỳ là tươi mới và sẵn sàng. Dường như cái năm Giáp Thìn thì bản mệnh những người tuổi Tuất sẽ được chia thành hai phe với hai cái trạng thái đối nghịch trong hoàn toàn. Một số người ở phe số 1 thì là lo sợ bị khắc với thái tuế, bị xung với thái tuế nên là có xu hướng là thu mình lại. Phe còn lại lại tận dụng từng cái cơ hội dù cho nhỏ nhất để rũ mình từ cho tàn, mượn khó khăn để có thể lội ngược dòng, đón tài lộc đầy túi trong năm 2024. Bản mệnh có thể trải qua một bước đột phá lớn trong cái sự nghiệp mà nhận được những cái cơ hội thật đáng là ngạc nhiên. Đặc biệt, tâm thế luôn sẵn sàng đương đầu với mọi điều xảy ra ấy, nó sẽ giúp cho những người tuổi Tuất có được cái sự chủ động trong mọi hoàn cảnh, làm gì thì cũng tự tin và lạc quan hơn. Dù có đôi khi phải chịu ảnh hưởng từ cái vận thế nó bị giảm sút, rơi vào cái vòng luẩn quẩn, bỏ nhiều cái nỗ lực mà vẫn gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà con giáp này không chịu bỏ cuộc một cách quá dễ dàng, vẫn kiên cường tính toán đi theo cái lối đi riêng của bản thân mình để đợi thời cơ thích hợp tiến hành gì nổi lên. Không có may mắn nào là kéo dài mãi được, và cũng không có những cái xui xẻo nào là liên tục được kéo đến đó. Vậy nên trong thời gian này thì trước khi mà bị số phận hoặc là bị các yếu tố ngoại cảnh nó tác động, thì những người tuổi Tuất cũng như là con giáp khác ảnh hưởng ấy thì của cái vận hạn, thì quý vị cần phải có cái đầu tỉnh táo, cố gắng giữ mình trong một cái tư duy sáng suốt, từ đó sẽ không vượt qua được cái cơn sóng gió này. Về mặt tài chính